Làn sóng đô thị hóa tràn đến nông thôn. Đạt giải đặc biệt Stampa Estera ở giải quả cầu vàng tại Ý năm 2006. Mâu thuẫn về đất đai trong gia đình dẫn tới hậu quả chết người. Được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất ở giải David Di Donatello năm 2006. Những bí mật khó nói của gia đình bị khai quật khi cả thị trấn xáo trộn để giải quyết vụ án. Đón xem bộ phim Mảnh đất trên kênh Cinema World.